À, chị nói sao? Nó hơi cái này là mấy bữa nay nó bị gì đó? Hơi lỏng hơn. Thứ điều cái ăn cầu mình á, nó dễ vô quá nè. Khi mà mình làm đó, mình vô pro một lần đó, còn trước. Nhưng mà mình bây giờ mình quánh lâu á, mình không có được vô một cây theo kiểu nó đi. Nhưng mà cái nó sẽ yếu. Và khi nó yếu á, mình đánh tự nhiên cái chân của mình nó sẽ lỏng. Mình sẽ không có put a lot of pressure. Thật ra xong ra mấy cái lúc mà mình chạy hay gì, anh biết ở đây là đó, yếu. Bị một lần rồi là bị dạ, bị là nhưng mà I haven't had it a long time. Nhưng mà lately á, last week á, là sau đây bị chút xíu thôi. Sunday á thì bị hơi nặng chút. Nó cứ vài ngày. So today thì khai đó, nhưng mà it's not easy. Nhưng mà đương nhiên là nó cũng có hình thức. Hai lần bên này sợ quá, bây giờ mang hai bên. Tại vì như anh nói đó, bên này mà mình bị á, mình không tin thấy. Mình trì ở bên này, mình trì bên này là bên này nó sẽ bị á. Đúng rồi, chị ba. Cái hồi hả? Cái đôi giày mình nghĩ nó cũng quan trọng vậy. Thôi anh quan trọng lắm. Vậy mà anh mang cái đôi cũng xem size rồi, nhưng mà nó nhỏ hơn mình không biết. Nó nhỏ hơn. Chật. Đánh hai cái đồ gối. It's like you can't even see. Nó tạo hàng. Dạ. Cái đi mua được đôi giống như thế này nè. Cái đôi rất đẹp. Mình mang vô. Mình không thích mang gì nữa. Đánh, tự nhiên không nghĩ ra đánh tháng sao hết. Yeah, something is not wrong. So the shoe. Tại vì cái shoe mà khi nó chặt, nó chặt quá. Yeah. Nó không có đúng này. Như ví dụ mà nó hơi lỏng chút thì nó được thử này. Yeah. Nó mua được tới chút, nó chặt bán nó sống luôn. Thì nó đi tới nó trầm ở trên cái đầu. It's somehow somewhere that is gonna move through. Còn hai cái đầu. Ủa mà kỳ đó anh tưởng đâu là coi như là xong rồi đó. Xong luôn rồi. Giống như cái này nè. Cầm đi nước á. Cầm đi nước. Cầm đi nước cho đi không? Đau quá. Khi ra đằng sau, sang đi một cái đó. Một cái quốc này mà có thể phải đánh đau rồi đâu. Ai dẫn đau không bố quốc sao đứng đây. Một quốc hòa hay cái vô quánh phải hết. Là có nghĩa là sao? Mình cứ giờ mình quánh sai. Còn cái chuyện mà mình fix á, không biết đúng hay không. Nhưng mà không đau tay là đúng hơn lúc trước. Đây nè. Mình tìm được cách mà mình chịu sửa chữ với mình là hay quá. Nhưng mà không, nhưng mà cái đôi giày mình bàn lâu rồi. Tại đôi giày nó đẹp rồi mình thích mình mang á. Tại mình thích đôi giày đẹp quá. Anh ơi, anh đã hết bận mang rồi. Coi như là một trong hai việc luôn. Vừa nữa mà còn vừa hết nữa. Bởi vậy. Bởi vì mẹ mốt mình phải diễn.